Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một mẫu hình Bad Button, có nghĩa là con dơi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn mẫu đồ thị trong cái phần harmonic. Đây là cái mẫu đồ thị bass button, có nghĩa là đồ thị con dơi các bạn. Mẫu đồ thị con dơi thì đầu tiên chúng ta thấy là mẫu đồ thị con dơi hay tiếng Anh gọi là bass các bạn ha. Ở đây được phát hiện bởi Kurt Kuchner trong cuốn Harmonic Trading vào năm 2001 các bạn. Mẫu bass này là một trong những các cái mẫu điều chỉnh 5 điểm của Gagley. Vậy là chúng ta có 5 điểm các bạn. X, A, B, C, D. Các bạn. X, A, B, C, D. Và nhưng có cái mẫu này nó có một cái đặc điểm là nó có một cái tỷ lệ rất là hài hòa, riêng biệt các bạn. Thì cái mô hình bass là kết hợp một cái tỷ lệ sắc, tỷ lệ mà đảo chiều chính xác luôn, đó là 0.88.6 88.6 của phần trăm các bạn, của XA. Như vậy thì chúng ta khi mà xác định được cái mẫu thì chúng ta thấy rằng là căn cứ vào XA thì chúng ta có một cái vùng đảo chiều, có một cái tỷ lệ đảo chiều nhất định luôn, đó là 0.886, tức là 88.6% của XA. Các bạn lưu ý cái phần này các bạn ha. Rồi nó yêu cầu là cái điểm B phải nằm ở trung tâm. Trung tâm có nghĩa là phải nhỏ hơn 61.8. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta ở trung tâm có nghĩa là bằng 50% các bạn ha. Là 0.5 cho đến nhỏ hơn 61.8 các bạn, của XA. Thường thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ loanh quanh ở cái vùng 50% của XA. Thì điểm B là để sự khác biệt giữa hai cái mẫu Gagley và Bass các bạn. Điểm B cốt lõi của điểm B nè. Điểm B này nó sẽ là sự khác biệt của hai cái mẫu hình Gagley và Bass. Thì cái mô hình Gagley và Bass thì nó tương tự giống nhau. Thì cái mô hình Gagley á là 61.8%. 61.8% các bạn ha. À, đây nè, 61.8 nè các bạn. Của XA nha bạn. Của cái đoạn XA ha. Trong khi đó thì bass lại có cái điểm B dao động ở mức dưới cái phần 61.8. Đó. Là 50, cỡ vùng 50% các bạn ha. Thì cái vùng đảo chiều tiềm ẩn của mô hình bass được xác định bởi là cái target các bạn, là thí dụ như chúng ta thấy là 1.27 của AB. Thì cái điểm D á, không? Thì cái vùng đảo chiều để xác định được cái điểm D các bạn, thì chúng ta thấy là có cái tỷ lệ là điểm đoạn CD sẽ bằng 1.27 của AB. Hoặc là chúng ta thấy là hay là bằng 1.62 của BC. Không bạn. Điểm D. Đó các bạn. Điểm D thì nó sẽ bằng 1.62 của BC. Hoặc là chúng ta thấy rằng là điểm D đó nó chỉ bằng 0.886 của XA. Thấy không các bạn? Đây, 0.886 của XA. Thì trong mô hình bass tăng hay giảm á, thì cái sự đảo chiều mô hình tương ứng với các cái giao dịch như là mua và bán, các bạn. Thì đây là cái mẫu hình bass con dơi. Thì các bạn thấy là ít đây, đúng không ạ? Ít ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự tăng điểm không các bạn? Tăng điểm thành XA. Thì nó điều chỉnh và điểm B. Đúng không các bạn? Điểm B đây nè. Chúng ta có là 47.9%. Đúng không các bạn? 47.9% của XA này. Và điểm C. Điểm C. Đó, nhỏ hơn điểm A. Đó.
và ta có điểm D. Không các bạn. Điểm D thì nó sẽ bằng 88. 88,6% của XA đúng không ạ? Thì cái vùng này nè, cái vùng này là vùng mà có điểm D này là cái vùng đảo chiều. Đó các bạn, vùng đảo chiều. Ở đây chúng ta đang có là sao chị? Một cái xu hướng giảm, đây là một cái xu hướng tăng. Các bạn ha. Thì cái BC này, CD này. Đó, CD này được xác định là sao các bạn? CD này bằng 1.27 của AB. 1.27 của AB các bạn. Trong cái vùng đó các bạn, thí dụ như 1.27 ở đây, 0,88.6 của XA ở đây, thì cái vùng này nè bạn, cái vùng này người ta là cái vùng đảo chiều các bạn. Người ta xác định được cái vùng luôn các bạn ha. Thì tương tự như vậy cái con dơi à, đây là hướng tăng giá các bạn ha, hướng tăng giá, và ta có một cái hướng giảm giá phía sau. Thì ta có là một cái giảm giá XA. Có điểm B tăng trở lại. Thì ta có cái điểm B điểm tăng trở lại bằng 53,2% của XA. Các bạn ha. 52 53,2% của XA. Và có sự giảm điểm trở lại, có điểm C các bạn ha. Điểm C. Các bạn, điểm C thì người ta không có căn cứ xác định điểm C các bạn ha. Thì các bạn thấy rằng là khi mà có điểm D đây thì các bạn thấy là điểm D này nó sẽ khi mà có điểm B đây thì có điểm C, các bạn thấy là điểm D nó được xác nhận là sao các bạn? 88 đúng không ạ? 88.6%. Đó. Điểm D này. Ha, các bạn. Là cái điểm đảo chiều các bạn ha. À, thì khi mà trade thì chúng ta thấy một mô hình bát hoàn tất thì hãy đợi cái nến cao nhất cao hơn hoặc cái thân nến dài các bạn ha, một cái cao cây nến cao nhất hoặc là một cái thân nến dài đó là tín hiệu tham gia thị trường các bạn. Thì chúng ta phải đợi cái mô hình bát nó hoàn tất, có nghĩa là chúng ta phải có cái hoàn thành X A B C D 5 điểm các bạn thì chúng ta mới bắt đầu trading nha. Thì nhập lệnh mua cao hơn cái cây nến cao xác nhận ha, xác nhận cây nến xác nhận cao đó hoặc là cái thân nến dài mà chúng ta thấy. Thì đối với cái mẫu giảm thì hãy nhập lệnh bán dưới mức thấp nhất của cây nến thấp hoặc là dài các bạn. Thì cái target mục tiêu của cái đồ thị BAT thì tương tự như các cái mẫu đồ thị Gatley các bạn. Mục tiêu đầu tiên có thể được đặt ở cái điểm A các bạn, ở điểm A hoặc là ở mức 1.27 của XA. Hoặc cái mục tiêu thứ yếu đó là 1,62 đến 2,0 của mức XA. Đó các bạn. Có những cái mà chúng ta cần nhớ là thứ nhất là chúng ta đặt mục tiêu của nó ở điểm A đầu tiên, sau đó là 1,27 của XA. Rồi sau đó thì người ta đến 1,62 hoặc là 2 của XA. Rồi tiếp theo thì ta đặt cái stop loss ở đâu các bạn? Thì cái mẫu bát không thành công nếu giá giao dịch dưới cái mức X các bạn. Mức X là cái mức mà chúng ta phải đặt cái stop loss. Đặt cái stop loss ở mức X. Thì bây giờ trading thì đây có một cái mẫu đồ thị của Boeing. Thì các bạn, cái mẫu đồ thị này khá là nổi tiếng các bạn. Khá nổi tiếng trong cái thời đó là cái thời gian mà từ cuối tháng 1 cho tới đầu tháng cuối tháng 3 các bạn ha. Tháng 3 năm 2007. Tháng 1 đến tháng 3 năm 2007 thì cái mô hình BAT nó đã hình thành trên cái Boeing ha. Thì các bạn thấy là đây là X ở giá trị là 84.6 các bạn. Tăng lên 92.24 ta hình thành ra XA. Thì cái điểm B á, điểm B này nó suy giảm xuống nó chỉ bằng 51.6% của XA thôi các bạn ha. Và điểm C thì nó tăng lên là 92 và nó giảm xuống D. Thì khi mà có điểm B đây thì chúng ta xác nhận ngay là cái vùng đảo chiều, không, tỷ lệ đảo chiều đây là 88.6 theo cái mô hình BAT các bạn.
cần đo đây là chúng ta thấy đảo chiều liền. Đó các bạn. Như vậy thì nó có điểm C và điểm D. Khi mà kết thúc ở điểm D này thì chúng ta chuẩn bị vào trading. Thì chúng ta sẽ trading ở đâu? Khi có điểm D rồi thì chúng ta sẽ trading ở đâu? Thì chúng ta ở cái nến mà tạo ra dài này các bạn, cái nến tạo ra dài là điểm D. Không? Thì cái điểm cao nhất ở đây thì chúng ta sẽ vào lệnh ở đây các bạn. Vào lệnh mua ở đây. Long, ha các bạn. Long mua ở đây. Và target của chúng ta là đầu tiên là chúng ta đặt ở điểm A. Target đầu tiên. Và cái thứ hai là 1.27 XA. Thì chúng ta ở đây chúng ta đặt cái target 1.27 XA thì chúng ta mua ở đây. Chúng ta mua ở đây là 89 thì đó, ha các bạn. Không. Có vùng này, vùng giá này. Thì chúng ta đặt target của chúng ta ở đây. Ha, như vậy, có một cái đoạn này các bạn ha. Đoạn này là đoạn thu lợi của chúng ta. Thì chúng ta khi mà chúng ta đặt mua ở cái giá này thì cái chúng ta phải đặt stop loss ở đây. Stop loss ở dưới cái mức S này. Đó là cái mức mà chúng ta để có thể vô lệnh khi mà cái mẫu hình bullish bat này ở đây nó hình thành X A B C D. Nghĩa là sau khi có điểm D thì chúng ta bắt đầu tính từ cái cây nến mà tạo ra điểm D. Ha các bạn. Thì tương tự như vậy có cái bearish trading bearish bat các bạn. Thì đây là cái đồ thị Nasdaq future ha. Của chúng ta đang ở cái tháng 2 không? Giữa tháng 2 và tháng 3. Các bạn. Đến tháng 4 các bạn, đến tháng 4 luôn thì chúng ta thấy nó đã đang có một cái tăng điểm khá là mạnh, trước đó là 1872 không? Thì sau đó nó đã tăng trở lại thì chúng ta ở cái vùng điểm D đó là 1845 các bạn. Thì chúng ta như thế này thì khi có cái điểm X và A và điểm B này thì các bạn thấy là nó đã tăng bằng 51.3% 51.3% của XA này. Chúng ta kéo Fibonacci ra thì chúng ta thấy nó bằng 51.3% của XA. Và điểm C này nó suy giảm các bạn. Suy giảm. Thì chúng ta không có cái điểm C nào mà xác định điểm C đâu nha các bạn. Ở đây thì cái mẫu hình này điểm C nó không có xác định đâu nha các bạn. Có một số cái tài liệu nó nói có xác định điểm C bằng 0.38 cho tới 0.88 nhưng mà thực ra thì điểm C này người ta không có xác định thôi. Thì bây giờ cái điểm C, cái điểm D thì bằng ở đây là ở cái vùng giá là 0.88 các bạn, 0.886 ha. 0.886 của XA ha các bạn, cái đoạn này. Đây là 0.886 các bạn ha. Và cái này là 1.27 của BC. Không, có cái vùng này, vùng này. Thì mà ta đang có một cái vùng này thì cái điểm D là nằm ở trong cái vùng đó các bạn ha. Nằm trong cái vùng đó. Và khi mà xác định được cái điểm D rồi các bạn, khi mà xác định được cái điểm D rồi thì cái cây nến mà xác định cái điểm D đó thì chúng ta đặt vô lệnh short, đó là lệnh sell các bạn. Đây cái lệnh sell. Không, chúng ta nhập cái lệnh sell vô đây. Sell vào cái điểm thấp nhất này. Thì chúng ta đặt cái top loss đó, chúng ta đặt cao hơn cái X này đi. Đó các bạn, stop loss. Stop loss ở đây. Không. Đặt cái stop loss ở đây. Và khi đó thì chúng ta thấy rằng là ta sell đây và target của chúng ta là thấy từ điểm A các bạn giống qua là target 1. Không các bạn. Target thứ hai là 1.62 các bạn, 1.62 đúng không, 1.27 hoặc là 1.62 của XA các bạn. 1.62 của XA, chúng ta có hai cái target ở đây. Test thứ yếu nữa thì chúng ta thấy rằng là bằng 2 đúng không, bằng 2 đúng không, 2 của XA. Thì trên đây là cái mẫu hình
là mẫu đồ thị của con dơi. Không, thứ nhất là chúng ta để xác định được cái điểm D. Thứ hai để chúng ta vào lệnh, xác định được cái điểm D để chúng ta vào lệnh mua hoặc bán. Ở sau khi đã xuất hiện cái lệnh D, điểm D này, thì cái vùng của điểm D thì chúng ta thấy là cái vùng đảo chiều. Cái quan trọng là chúng ta phải xác định được cái vùng đảo chiều này các bạn. Thì cái quan trọng là chúng ta phải xác định được cái vùng đảo chiều này. Đúng không bạn? Ở đây cũng vậy, tương tự ở trên đây thì chúng ta cũng phải xác định được cái vùng đảo chiều các bạn. Cái vùng đảo chiều này. Cái vùng đảo chiều này. 88.6%. Không các bạn, 88.6%. Hoặc là bằng 1.27 của BC. Không các bạn. Các bạn phải nhớ cái vùng này. Không các bạn. Để xác định cái điểm điểm này, điểm D này thì chúng ta mô hình này. Thì cái CD thì bằng 1.27 của AB. Các bạn, 1.27 của AB chứ, xin lỗi các bạn. AB hoặc là bằng 1.62 của BC. Đó, 1.62 của BC. Hoặc là 0 của XA. Các bạn. Cái tỷ lệ này các bạn phải nhớ. Rồi, trên đây là cái mẫu hình đồ thị harmonic button batch, có nghĩa là con dơi các bạn. Thì rất mong cái mô hình này sẽ đem đến cho các bạn một cái mô hình giá mà có thể đem thu lợi cho các bạn trong cái việc trading chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Chính Pháp bằng cách like nếu các bạn cảm thấy thích, và share nếu các bạn thấy hữu ích, và hãy subscribe cái kênh để các bạn có thể comment cũng như là để biết rằng có những cái video mới nó sẽ thông báo cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn vào những video sau.